nhà mình việc mình cần làm là tạo ra một cái form trong đó có con form này con là một này. Thứ hai là cái getGraph. Thì đầu tiên mình phải tạo một cái giao diện mà có cùng con đã để mình kết nối cho mình hiển thị lên tiêu chí như thế này. Như mình sẽ ngồi với nguyên form này đâu vào đâu tên là đồ thị tên cho nó giờ mình có một cái form một ở giờ đây nữa của con ở đây là form cái mình muốn dùng cái con form ấy thì mình sẽ dùng một cái report đang ở đây thì cái report một này tốc độ mặc định 9% thôi đấy. Tất cả mọi người chạy con một đấy. Thì mình có một cái là bây giờ cái cổng form của mình chưa chắc đã phải là con một không biết nó là con nào cho nên mình sẽ thêm một cái tối bóc vào đây con một cái dấu con một cái con thích nữa. Cái này nó sẽ là con mấy thì của mình nghĩ là con 6 thôi nè mình sẽ con 6 đi. Xong rồi có một cái này một cái tốc độ vô ấy tốc độ vô mình có đảm bảo được 9600 thế bây giờ mình có con nữa không thực ra thì mình có thể mua đặt một cái connect một cái chính nó là disconnect luôn cũng được nhưng mà kệ mình sẽ trả hai cái cho nó dễ disconnect một cái là như vậy là mình sẽ kết nối cổng con một cái vào một cái ra một cái cái kết nối với nhắc kết nối của cái phần này cho data mình nhận được cái dữ liệu thô gì mình rút vào đây Thank you.
Cần cho một cái là cái get grab. Thì cái get grab này là hình dạng của con. Như vậy khi mà bấm connect, bạn cần connect nhận được cái gì mình đưa lên đây. Connect không rồi. Đây là root. Thì đã đào cái thằng đấy rồi chứ. Đã đào thằng Z Grab rồi chứ. Ở đâu đi. Bình thường thì mình sẽ vứt nó vào trong system 32 copy vào Windows system 32 dán lên. Đấy, thì mặc định là các cái con nó sẽ có thì nó nhiệm vụ của mình lấy trong một cái ghế ở đây thôi đúng không? Thì mình có thêm mấy cái nút nữa. Mình sẽ có thêm mấy cái nút. Mấy cái nút ví dụ như là phát chương trình.
chương trình như thế này, còn mấy giờ sau mình sẽ bổ sung mọi thứ ở đây nữa. Mỗi lần thoát thì mình sẽ được gọi là như vậy. Bây giờ connect này sẽ làm cái nhiệm vụ như sau. Mình connect này thì mình sẽ đặt là c với con một chấm chấm là con nên bằng con nên thì bằng chính là thằng nào chính là thằng nào dạy được thằng nào sẽ tên là copy cho mình post name chấm text c con một chấm bullet bằng mình chỉ cần hai này thôi thì bullet là chính bằng chính này copy à không có gì mình copy tên bullet chấm text. Đấy, như vậy là mình có hai cái này. Nhưng mà chấm text thì bị sai thì thằng này là kiểu kiểu này là kiểu in. Kiểu in thì thằng này đang kiểu text thì mình convert được. Convert chấm to in một cái xong đến thì mình đóng một cái vậy thì mình đã xong rồi. Đấy. Xong rồi seria code 1 chấm port open open port open open new rồi. Như vậy thì trước khi mở ở đây vào một cái bấm như này thì mình có thể là vì đây là nút bấm tôi có thể là nó chưa bấm nữa. Ừ, thì không sao nhưng đã từng bấm rồi thì cái này nó sẽ open thì phải lỗi nên mình phải có một kiểm tra là nếu như if seria port 1.i open. Đấy, nếu mà y sẽ open tức là đã từng open rồi. Đấy. Open. Thì return luôn. Tức là trả về luôn. Nếu mà thằng này đã là open rồi, bu lần kiểu đúng hoặc sai, nếu đã từng mở rồi thì trả về. Thôi mở. Còn nếu không thì mở. Đấy. Thế còn cái nút bấm này, disconnect này thì rất đơn giản là bấm y chì như thế này, nhưng mà không phải y sẽ open mà là bấm y open bằng cổ, tức là không phải là mở. À, thằng này thì làm mở thì trả về cái chu thì thôi thì nó đúng được, nhưng mà thằng này nếu mà không mở thì đi tơ luôn. À, như vậy thì mình đã có một cái cổng, nó sẽ chưa có gì đâu, connect một cái thì coi như connect xong rồi bấm disconnect bởi vì hiện nay mình chưa có con 6. Kiểm tra có con gì, kiểm tra có con chưa thì đi vào đây.
cái gì rủa thế. Đây con của mình là con sáu đây, con sáu start connect bị lỗi gì, truy cập đến con sáu bị lỗi. Điều này có nghĩa là đã có một thằng mở cái cổng con sáu rồi. Đấy, chính là thằng này, này đang mở cổng con sáu. Thì bây giờ mình mở cổng con sáu, ok connect không vấn đề gì cả, disconnect không vấn đề gì cả. Như vậy thì cái này lại phải open là file, cái này phải là close. Đây mình đóng mà disconnect close. Đấy, như vậy bây giờ mình nên có một cái là trạng thái báo là thằng này đã mở hoặc là đã đóng. Ví dụ như là đã mở chẳng hạn thì mình cho thằng này nó disable đi, enable bằng phô luôn. Cho cái gì mà enable phôi xem đấy, enable phôi connect phát thì nó sẽ mở lại. Đấy, mở lại như vậy thì ví dụ xong khi connect thành công thì là cái button connect này thì nó chấm enable bằng phôi luôn, cho nó không còn enable nữa. Và cái button disconnect này em là true để mình biết trạng thái nữa. Đấy, thế còn cái thằng lưới này thì lại ngược lại, disconnect thì mình lại thằng này bằng true ô. Đấy, thì bây giờ mình kiểm tra nếu mà chạy đúng thì hai cái nút này connect đấy thì là coi đã connect disconnect. Đấy, thì coi là đã disconnect như vậy là hoàn hảo đúng không? Đợi một cái xong rồi nhé. Cái thứ hai là đọc dữ liệu cho hiển thị lên đây. Đọc dữ liệu thì mình dùng nắp của thằng này. Mình dùng nắp thằng này để sang đây, mình thấy data receipt. Đấy, đưa vào đây. Như vậy cứ lúc nào mà có nắp ấy, thì nó sẽ đưa vào đây. Được chưa? Như vậy thì ở đây mình sẽ làm là thằng pt kết quả sẽ hiển thị pt kết quả phân tích, cái phân tích của nó bằng với cái là cd1.read thế là xong. Như vậy là lỗi là cross read là không đúng cái đấy, không đúng cái luồng. Như vậy thì mình phải dùng, muốn hiển thị mình phải dùng inbox, muốn hiển thị mình dùng inbox. Như vậy thì mình sẽ cho một phần 50 độ của nhân gốc phải lấy 1% cho 1% này là 10 giây người chạy 1% này là nó mang dấu gì mình thay đoán một biến chuyên gia này là k
kết của từ con. Data from board để thằng này mỗi một lần kết quả cứ lúc nào thì có dữ liệu gì thì có đây thằng này đặt gợi mình đọc biến bằng đọc tất cả những cái gì đã có không cho con người chúng ta mời cho chú ý rồi chạy con ấy đấy này mình sẽ ra kết quả này sau ở đây em gửi enter đúng không rồi đây mỗi một cái mỗi một hàng com mình sẽ gửi enter vào đây đó để em enter như vậy mình biết được dữ liệu nó là thế được bây giờ mình xử lý cái dữ liệu này là đọc tách ra như vậy thì đây mình không biết existing nữa trong khi ngoài mà Celia Post nó còn dữ liệu chấm còn dữ liệu cái gì cao bài suối mà lớn hơn không thì có nghĩa là vẫn còn dữ liệu thì khi mà còn dữ liệu thì vì em chỉ làm đến enter thôi cho nên là mình sẽ đọc là chấm read line chấm read line bởi vì em chỉ làm cái enter thôi kệ nó đấy nó sẽ chỉ có một dòng đúng rồi như vậy em cứ in 95, 96, 97 enter 95, 96, 97 enter đúng rồi như vậy đây sẽ là đây chỉ là cái này thế xong bây giờ ở đây bắt đầu mình nên vẽ cái này lên để cái con tốt thì in là bây giờ mới đặt data để in ra data bằng con tốt con vớt to in con vớt to in mà giá trị là data from com in data chấm con vớt in data from com như vậy cái này đã là số cái này đã là số vậy mình sẽ cho cái số này lên thôi rất đơn giản mình cái số này lên vậy, đến đây mình đã có cái này rồi ok như vậy thì cái này mình đọc rồi xong rồi độ dài phải lớn hơn viết line viết con chấm chi mà các rỗng thì mình mới làm
tức là dữ liệu nó không rộng, có dữ liệu vào phải, nó cho bạn có dữ liệu thì mới chạy. Bây giờ mình lấy cái này thôi, lấy cái này thôi, và xuống using JavaScript bước 1. Đây using JavaScript bước 2 là khai báo một cái hai cái này. Đây mình khai báo ở đây là khai báo cái dữ liệu ở cái đường có mấy line. Ở đây là hai line thì không cần, chỉ cần một line. Cái thứ ba là is my load method. Đây trong form load, trong form load thì có cái này đây, form load thì quay về đây, rút phần này nó sẽ ra form load để dán vào đây. Như vậy thì mình sẽ có là
Nó làm khác gì kia. Vậy nó đơn giản hơn thì nghĩ. Như vậy thì cuối cùng là chỉ có đặt tên đấy là rất một có mỗi cái này thôi. Sao quay thằng chu này xong rồi sai tờ thằng còn cái thay giờ chính là cái này thế thôi. Cái thay giờ đây là cái gì đặt tên thì đây mình
đo cường độ ánh sáng này. Chiều lớn nhất bằng bằng từ data còn chiều ngang bằng y cộng một phần một phần tăng đi nên mình vẫn trong vùng 0.99 thôi, mình khai báo 100 rồi. Không đúng. Chính là một cái này đúng.
liên tục lên các cơ sở. Đến cái tuần hợp thì không liên tục gì. Trang cách cho em biết là cái gì không? Ta thử đi. Không được bị khô. Nếu bị lỗi thì thôi. Không được bị khô.
Thank you.
chị. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.